thể cho đến ngày nay, điều mà hậu thế nhớ nhất về thời nhà Nguyễn chính là để mất nước vào tay thực dân Pháp, khiến nhân dân cực khổ lầm than. Các vua Nguyễn dưới thời Pháp thuộc rất dễ bị chúng dắt mũi, biến thành vua bù nhìn, và ai không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ trở thành cây gai trong mắt bọn chúng. Tuy nhiên lúc bấy giờ nhà Nguyễn may mắn vẫn có một ông vua tình nguyện trở thành cây gai trong mắt thực dân Pháp. Vậy đó là ai? Xin mời các bạn cùng theo dõi video sau của kênh Bờ Cõi Nước Việt. Bờ Cõi Nước Việt, phiêu lưu cùng sử Việt. Vua Hàm Nghi, tên thật là Ưng Lịch, là con thứ năm của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc và vua Đồng Khánh. Triều Nguyễn từ sau khi vua Từ Đức qua đời biến động liên miên. Trong triều, phe chủ chiến do Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết nắm trọng quyền. Trước đó, cả ba vua Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc đều đi ngược chủ trương kháng Pháp của phe chủ chiến. Có lẽ vì thế, các hoàng đế lần lượt bị phế truất hoặc qua đời một cách đầy bí ẩn. Khi vua Kiến Phúc qua đời, lúc chỉ 15 tuổi, các quan phục chính, phe chủ chiến chọn Ưng Lịch kế vị khi mới 13 tuổi, trở thành hoàng đế thứ 8 của triều Nguyễn. Lễ đăng quang của vua Hàm Nghi diễn ra vào ngày 2 tháng 8 năm 1884 tại Điện Thái Hòa một cách lặng lẽ. Người Pháp không hề hay biết. Vì thế, khi viên khâm sứ Pháp hay tin đã tức giận không công nhận vua. Phe chủ chiến trả lời cứng rắn rằng trong hòa ước Giáp Thân năm 1884 không có quy định nào nói rằng việc lập vua phải xin ý kiến chính quyền Pháp. Chính phủ Pháp bảo hộ nhưng không can thiệp vào việc nội trị của triều đình tại các tỉnh đã phân chia. Cuộc tranh luận căng thẳng mà không bên nào nhượng bộ. Khâm sứ Pháp phải gửi điện về nước xin ý kiến. Chính phủ Pháp đã cử một trung đoàn viễn chinh gồm 600 lính, hai cổ pháo kéo đến cổng thành uy hiếp. Song triều đình không mở cổng thành. Quân Pháp hạ lệnh trong 12 giờ nếu không tổ chức lại lễ đăng cơ với sự hiện diện của người Pháp sẽ tấn công đại nội. Mãi đến khi thời hạn ấn định sắp hết, triều đình mới bắt đầu chấp nhận yêu sách. Dù nhượng bộ, nhưng phải 3 hôm sau, vào ngày 18 tháng 8 năm 1884, triều đình mới tổ chức lại lễ đăng cơ của vua Hàm Nghi. Đại diện chính phủ Pháp đọc diễn văn công nhận Hàm Nghi là vua. Sử sách chép lại, khi quân Pháp tiến đại nội đòi đi bằng cửa chính giữa ngọ môn là cửa dành cho vua, Tôn Thất Thuyết cự tuyệt. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng chỉ có 3 quan chức cao cấp của Pháp không mang vũ khí được đi cửa chính, còn lại đi cửa hai bên. Thế nhưng triều đình đã khiến người Pháp phải om giận. Chuyện kể rằng, khi phái đoàn Pháp ra về, Tôn Thất Thuyết đã ngầm cho đóng cửa chính ngọ môn, buộc tất cả đi ra theo cửa phụ. Đại diện chính phủ Pháp bấy giờ là đại tá Marceau Curier, trong cuốn hồi ký đã thừa nhận vua Hàm Nghi giữ được tính chất thiêng liêng với thần dân của mình. Dù người Pháp đóng quân tại Huế, nhưng triều đình tỏ thái độ không hèn. Mặc dù triều đình Nguyễn hết sức nhượng bộ để giữ hòa khí, song chính phủ bảo hộ liên tiếp lớn tới, đòi hỏi dân yêu sách ngày càng quá đáng. Trước tình thế đó, phe chủ chiến do Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết quyết định tấn công quân Pháp, lấy thế chủ động. Đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 1885, quân đội triều đình tấn công trại binh của quân Pháp ở đồn Mang Cá. Nhưng vì kế hoạch bại lộ lại chênh lệch lực lượng vũ khí nên cuộc tấn công thất bại. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rời kinh thành rồi rước về căn cứ ở Tân Sơn, Quảng Trị. Vua Hàm Nghi đã phải chịu nhiều khổ ải vì phải luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giữa muôn vàn thiếu thốn, bệnh tật, đói khát và sự hiểm nguy về tính mạng luôn đe dọa. Tại đây, vua đã xuống lệnh dụ thiên hạ cường vương, kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp, giành độc lập. Lệnh dụ trở thành ngòi nổ cho các cuộc đấu tranh chống Pháp khắp cả nước, tạo thành phong trào lớn chấn động chính quyền Tây Sai và giặc Pháp. Bây giờ tuổi vua vẫn còn nhỏ, nhưng được sự ủng hộ, che chở, giúp đỡ và tham gia nhiệt tình của đồng bào các địa phương từ Quảng Trị qua tới Đất Lào cũng như trong vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình đã cho vua Hàm Nghi thấy được vai trò của bản thân, nên nhà vua đã không còn cảm thấy bị cưỡng ép như trước.
Nhà vua bị những gian lao mà luyện thành người nhẫn nại và đón cuộc phong trần bằng thái độ rất thẳng nhiên. Nhà vua đã hai lần xuống dụ Cần Vương và rất nhiều chỉ dụ khác tới các quan lại lãnh tụ của phong trào chống Pháp. Tên của ông đã trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia. Từ Bắc chí Nam, đầu đầu dân chúng cũng nổi lên theo lời kêu gọi của ông vua Đức Hạnh. Trong triều, chính phủ Pháp đối phó bằng cách dựng anh của vua Hàm Nghi là Ưng Kỷ lên ngôi thay thế, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Trong suốt thời gian kháng chiến của vua Hàm Nghi, vua Anh Đồng Khánh và ba thái hậu liên tục gửi thư kêu gọi vua trở về, nhưng ông khẳng khái từ chối. Toàn quyền Pháp ở Đông Dương là Bao Bét cũng đã định lập Hàm Nghi là vua bốn tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, nhưng cũng không thành. Nhà vua thường nói mình ưa chết trong rừng hơn là trở về làm vua mà ở trong vòng cương tỏa của người Pháp. Tại căn cứ địa lãnh đạo phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết cử con là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp hộ giá bảo vệ, cùng đề đốc Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân chia nhau phòng thủ và tấn công lực lượng Pháp trong vùng. Tháng 9 năm 1888, xuất đội Nguyễn Đình Tình phản bội ra đầu thú với Pháp tại đồn Đồng Cá. Nguyễn Đình Tình lại dụ được Trương Quang Ngọc về đầu thú. Sau đó Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc tình nguyện với Pháp đem hơn 100 lính mường đi vây bắt vua Hàm Nghi. Đêm khuya 26 tháng 9 năm 1888, Hàm Nghi bị bắt khi đang ngủ. Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Thúy và con trai ông bị đâm chết. Khi đó vua Hàm Nghi mới 17 tuổi, chống Pháp được 3 năm. Nhà vua đã chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà nói rằng: "Mi giết ta đi, còn hơn là mi mang ta nộp cho Tây." Sau khi bị bắt, nhận thấy vụ Hàm Nghi không thành, mua chuộc không được, nên Pháp đã đưa vua Hàm Nghi đi đày ở Algeria, là thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi. Khi đó vua mới 18 tuổi. Tuy nhiên, phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục lan tỏa. Ngày 14 tháng 1 năm 1943, vua Hàm Nghi qua đời, thọ 72 tuổi. Thi hài vua được an táng trong khuôn viên biệt thự Gia Long ở Algeria. Về sau, người thân của vua cải táng đưa sang Pháp chôn cất. Đến năm 2008, di cốt hoàng đế Hàm Nghi một lần nữa được cải táng đưa về Việt Nam chôn cất tại Huế.